Sẽ gầy là gì mà được dùng nhiều trên mạng xã hội vậy? Sẽ gầy là từ được sử dụng khá nhiều trên mạng xã hội hiện nay. Vậy, sẽ gầy là gì? Sẽ gầy là gì trên Facebook? Mời các bạn đọc bài viết dưới đây để hiểu về ý nghĩa của từ này trên mạng xã hội nhé. Sẽ gầy là gì? Sẽ là từ ý chỉ tương lai, còn từ gầy là từ trạng thái cơ thể rất ít thịt, ít mỡ và đối lập so với mập. Sẽ gầy là chỉ trạng thái cơ thể sẽ trông thon gọn hơn sau một thời gian giảm cân. Ví dụ tôi đang chăm chỉ tập thể dục và tuân thủ chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Tôi hy vọng mình sẽ giảm được vài kg và trông sẽ gầy trong vài tuần tới. Sẽ gầy trên mạng xã hội có nghĩa là gì? Tuy nhiên, các bạn trẻ trên mạng xã hội lại sử dụng cụm từ sẽ gầy với ý nghĩa hoàn toàn khác với nghĩa đen đã đề cập tới ở trên. Sẽ gầy được các bạn trẻ sử dụng để nói giảm, nói tránh và thay thế cho cụm từ S10 gay. Trong thời gian gần đây, cụm từ sẽ gầy có nghĩa là S10 gay xuất hiện nhiều trên mạng xã hội như Facebook, TikTok, thậm chí còn trở thành viral. Tuy nhiên, cách dùng này không nghiêm túc nên cần phải hạn chế sử dụng, đặc biệt là ở môi trường đông đảo các bạn trẻ. Hiện nay, các bạn trẻ nhất là thế hệ Gen Z sáng tạo ra rất nhiều từ ngữ mới và phong phú. Tuy nhiên, để tránh việc gây hiểu lầm cũng như làm méo mó ý đẹp vốn có của từ ngữ Việt Nam, mọi người nên cẩn trọng trong cách phát ngôn và sử dụng ở môi trường phù hợp, đúng đối tượng, đúng hoàn cảnh. Để hiểu hơn về những từ ngữ hot do giới trẻ sáng tạo ra, các có thể truy cập vào mục là gì